Quý anh chị tuổi Tân Hợi kính mến, mình là tử vi Hoan Hỷ chào đón quý anh chị đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Bước sang tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình của quý anh chị tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, mệnh Hoa Xuyến Kim, may mắn, giàu có hay là biến động ra sao? Và tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã dày công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh, chu kỳ 60 năm của đời người, đã dự đoán rằng đúng tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình của quý anh chị tuổi Tân Hợi có nhiều may mắn, vận trình được nhiều các tinh trợ mệnh, thần tài ưu ái, quý nhân tương trợ, tiền bạc cứ ào ào đổ về nhà, giàu sang phú quý bùa vây, có cơ hội trúng số, trúng thưởng là rất lớn, giúp cho quý anh chị được hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Vậy vận trình của quý anh chị cụ thể ra làm sao? Làm sao để giải hung hóa cát? Làm sao để nắm bắt được vận may cực đỏ này đến với mình? Thì ngay sau đây, xin mời quý anh chị tuổi Tân Hợi cùng theo dõi nội dung chi tiết nhất. Trước khi đi vào phần luận giải chi tiết, ta hãy cùng nhìn lại về vận mệnh cuộc đời và những nét đặc trưng riêng trong tính cách của người sinh năm 1971, tuổi Tân Hợi. Người sinh năm 1971 tuổi Tân Hợi mang mệnh kim, thoa xuyến kim, vàng trang sức. Vì thoa xuyến kim là đồ dùng trang sức cho phụ nữ, cho nên tính cương mãnh của kim bị nhuyễn nhược. Người thoa sinh kim, nếu số mà có nhật nguyệt, xương khúc, đào hoa, lương khoa, thường đẹp đẽ bội phần, bất cứ trai hay gái. Người thoa xuyến kim mà mệnh sinh, âm trầm, càng âm trầm hơn, có tài thường giấu kín trong lòng. Người thoa xuyến kim mà mệnh ưa khoe khoang nhiều, thì lòng ham muốn hư vinh càng nặng. Cuộc đời thuở nhỏ của những người mang mệnh tuổi Tân Hợi thường có nhiều rắc rối, khi lớn lên sẽ có được nhiều thành công về mặt danh phận. Sang tuổi 37 trở đi, cuộc sống của họ sẽ sung túc hơn, về sau cuộc sống có được nhiều phúc đức, con cái sẽ được hưởng. Cuộc sống thuở nhỏ của nam mạng tuổi Tân Hợi phải chịu cảnh thiếu thốn, khó khăn. Chính vì thế, họ sớm cố gắng phấn đấu nỗ lực hết mình để xây dựng cuộc sống ổn định, đầy đủ. Nam tuổi Tân Hợi sẽ gặp nhiều may mắn đến tuổi trưởng thành, nhiều cơ hội để phát triển bản thân, càng về sau càng được hưởng tài lộc phú quý. Nam mạng tuổi Tân Hợi là người có lối sống lương thiện, nhân hậu nên có tuổi thọ trung bình, dao động từ 85 đến 95 tuổi. Tuy nhiên, trong cuộc sống thực tế, nếu biết sống lương thiện, ăn ở phúc đức có thể giúp gia tăng tuổi thọ. Ngoài ra được mọi người yêu quý, mỗi lúc khó khăn đều được quý nhân phù trợ, ra tay giúp đỡ ngược lại, nếu ăn ở gian ác tuổi thọ sẽ bị thuyên giảm. Cuộc sống nam tuổi Tân Hợi sẽ trải qua nhiều cuộc tình mới, có thể tìm cho mình một nửa phù hợp. Khi tháng sinh rơi vào những tháng sau, tháng, năm, sáu, chín âm lịch, nam tuổi này cần phải biết cách lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn với một nửa đời của mình, bởi vì tình vĩnh cửu bắt nguồn từ sự cảm thông, thấu hiểu, sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Nếu tháng sinh rơi vào một trong những tháng sau, cuộc sống, vợ chồng của nam Tân Hợi không thể tránh khỏi những mâu thuẫn, bất đồng, đó là tháng 2, 7, 10, 11, 12 âm lịch. Điều lưu ý đó là nam tuổi Tân Hợi cần phải biết nhường nhịn, dĩ hòa vi quý mới có thể duy trì mối quan hệ vợ chồng lâu dài và hòa thuận. Chuyện tình duyên của nam Tân Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn, sẽ tìm được ý chung nhân trong cuộc đời mình. Nếu tháng sinh là một trong những tháng sau, tháng 3, 4, 8 âm lịch, sớm xây dựng được cuộc sống hôn nhân thật trọn vẹn và hạnh phúc. Sự nghiệp của nam tuổi Tân Hợi sẽ gặp phải một số khó khăn trục trặc, công danh không được như ý muốn vào thời gian đầu. Tuy nhiên, thành công ắt sẽ có được nếu biết cố gắng phấn đấu, kiên trì chờ đợi thời cơ thích hợp. Vấn đề tài lộc ngày càng dồi dào, công việc tiến triển hơn, đi lên như diều gặp gió. Khi bước vào độ tuổi trung vận, về sau cuộc sống gia đình yên ấm, có nhiều truyền thống tốt đẹp, mẫu mực, anh em trong nhà hòa thuận yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, không gặp phải bất kỳ tranh chấp hay đấu khẩu gì. Vận số về chuyện tình cảm cũng như trong hạnh phúc, hôn nhân, gia đình của nữ nhân tuổi Tân Hợi khá tốt. Tuy nhiên, con đường sự nghiệp cũng như tài chính của nữ nhân Tân Hợi gặp phải nhiều trắc trở trong cuộc sống. Thời trẻ tuy có vất vả nhưng về già sẽ được hưởng sung sướng, an nhàn. Tóm lại, cuộc đời thời trẻ của nữ giới Tân Hợi phải bôn ba vất vả tạo dựng sự nghiệp, nhưng về sau sẽ gặt hái nhiều thành công trước khi bước sang độ tuổi trung niên, về sau được hưởng nhiều phú quý. Nữ nhân Tân Hợi có tuổi thọ trung bình thường dao động
từ 72 đến 88 tuổi. Tuy nhiên, có thể sẽ gia tăng niên kỷ nếu biết sống thiện lành ăn ở phúc đức, ngược lại sẽ bị thuyên giảm tuổi thọ nếu ăn ở gian ác. Đường tình duyên đối với bất kỳ ai cũng vô cùng quan trọng, ngoài dựa vào năm sinh của mình, nữ nhân Tân Hợi cần phải chú trọng đến tháng sinh của mình vì nó sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống hôn nhân của bạn. Đến khi trưởng thành và tìm được hạnh phúc, sự êm ấm của gia đình sẽ mang đến cho bạn một cuộc sống trọn vẹn. Tùy thuộc vào tháng sinh mà đường tình duyên của nữ nhân Tân Hợi sẽ có những chuyển biến như sau. Thứ nhất, nữ nhân Tân Hợi sẽ gặp kha khá nhiều trắc trở trong chuyện tình cảm, cuộc sống hôn nhân nhiều ưu phiền và lo lắng khi sinh vào tháng 1 âm lịch. Tuy nhiên, cuộc sống sẽ tốt hơn nếu biết dành nhiều thời gian hơn nữa cho gia đình. Thứ hai, tình duyên của nữ nhân tuổi Tân Hợi sẽ trải qua nhiều vất vả, khó khăn mới có thể được hạnh phúc như mong muốn nếu sinh vào những tháng sau 2, 5, 6, 9, 10 và 11 âm lịch. Thứ ba, nữ nhân Tân Hợi sẽ sớm tìm được đối tượng sớm đôi vừa lứa, con đường tình duyên sẽ rất hạnh phúc và tốt đẹp nếu được sinh vào những tháng sau, tháng 3, 4, 7, 8 và 12 âm lịch. Sau hôn nhân, hạnh phúc gia đình được trọn vẹn, nhiều niềm vui. Sau đây là tổng quan về vận trình tử vi của người tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971 trong tháng 6 âm lịch 2023. Bước sang tháng 6 âm lịch năm 2023, người tuổi Tân Hợi đón nhiều tin tốt tích cực khi vận trình bừng sáng, may mắn theo sát bước chân con giáp này. Tháng này, dù làm việc lớn hay nhỏ đều có được thành công bước đầu, mọi nỗ lực cố gắng đều được đền đáp xứng đáng. Công việc của Tân Hợi đang tiến triển rất tốt, quý nhân tam hợp nâng đỡ, hứa hẹn bản mệnh có thể đạt được những thành tựu vẻ vang như kỳ vọng. Tinh thần làm việc hăng say và có trách nhiệm giúp bạn dễ dàng giành được sự tín nhiệm từ cấp trên, cấp dưới và đồng nghiệp. Tuy nhiên, cũng vì có lợi thế hơn người, nên đôi lúc suy nghĩ và hành động của bạn có phần thái quá, khó tiết chế cảm xúc, đây cũng là rào cản duy nhất ngăn bạn tiến đến với thành công lớn hơn. Con giáp này nên hành sự thận trọng, khiêm tốn, tránh rước họa vào thân, theo đó thu nhập cũng tăng lên đáng kể, chất lượng cuộc sống được đảm bảo hơn trước. Tháng này cũng mở ra nhiều nguồn thu bất ngờ cho Tân Hợi, kinh doanh có lãi, đầu tư sinh lời. Ngoài ra, con giáp này cũng mở rộng được mối quan hệ với khách hàng đáng tin cậy, có thực lực kinh tế, chuyện hợp tác làm ăn diễn ra suôn sẻ. Chuyện tình cảm của con giáp này trong tháng 6 năm 2023 âm lịch cũng đang được đào hoa chiếu mệnh, nhân duyên khác giới của người độc thân khá vượng, đi đâu cũng được mọi người chào đón. Đặc biệt, các cặp vợ chồng có thể đón tin vui bầu bí, gia đình đón thêm thành viên mới sẽ càng thêm gắn kết và ngập tràn nụ cười. Phương diện sức khỏe của Tân Hợi nhìn chung bình ổn, ít ốm đau, bệnh tật. Dù vậy, tháng này có hung tinh Bạch Hổ xuất hiện, mang theo điềm báo xui xẻo, sự cố bất ngờ. Bản mệnh vẫn nên chú ý khi di chuyển hay làm việc nặng để tránh những rủi ro không đáng có. Cụ thể, từng phương diện cuộc sống trong tháng như sau. Về mặt sự nghiệp, xem tử vi tháng 6 của 12 con giáp âm lịch, phương diện công danh, sự nghiệp của người tuổi Tân Hợi, được dự báo là có nhiều điều hanh thông và thuận lợi hơn hẳn, tất cả đều là nhờ vào cục diện tam hợp mang tới. Tam hợp thái tuế xuất hiện trong tử vi tháng mới của người tuổi Tân Hợi, mang tới sự hậu thuẫn vô cùng lớn, con giáp này có nhiều sự tiến triển vượt bậc, gặt hái được nhiều thành tựu vẻ vang. Tư duy logic của bản mệnh ngày càng nhạy bén và làm việc có kế hoạch cụ thể, không còn tình trạng công việc dồn đống, trái lại xử lý việc nào ra việc ấy. Con giáp này thể hiện được khả năng sắp xếp và quản lý công việc tài tình của mình, cũng như có tính tình lạc quan, vui vẻ, mà bạn dễ dàng tìm được cảm hứng trong công việc và sẵn sàng đối diện với mọi thử thách đặt ra ở thời điểm này. Tinh thần làm việc hăng say và có trách nhiệm sẽ giúp bạn dễ dàng giành được sự tín nhiệm từ cấp trên, cấp dưới và đồng nghiệp. Nhờ vậy, bạn có thể gần được cất nhắc lên một vị trí xứng đáng hơn với năng lực của mình. Không chỉ vậy, tam hợp còn giúp con giáp này xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp, bạn sẵn sàng giúp đỡ người khác nên cũng được người khác giúp đỡ nếu gặp phải khó khăn. Thêm vào đó, bạn còn có cơ hội gặp được quý nhân có được giúp đỡ phát triển đường sự nghiệp. Nhìn chung, tháng này bản mệnh dù làm việc lớn hay nhỏ đều có được thành công bước đầu, mọi nỗ lực cố gắng đều được đền đáp xứng đáng. Tuy nhiên, cũng vì có lợi thế hơn người nên đôi lúc suy nghĩ và hành động của bạn có phần thái quá, khó tiết chế cảm xúc. Đây cũng là rào cản duy nhất ngăn bạn tiến đến với thành công lớn hơn. Thực tế, may mắn chỉ đóng góp một phần nhỏ, còn yếu tố thành bại vẫn nằm ở chính bạn. Con giáp này nên hành sự thận trọng, khiêm tốn, chớ tỏ thái độ ngạo mạn hay coi thường người khác một cách quá lộ liễu, kẻo sẽ rước họa vào thân.
Nguyệt lệnh lâm thai cũng cho thấy các kế hoạch ở tình trạng thai nghén cũng thúc đẩy tiến trình nhanh hơn. Hứa hẹn ngày triển khai sẽ rất thuận lợi. Dù vậy, bạn cũng không nên rời xa thực tế, suy nghĩ quá mức lý tưởng mà không căn cứ vào thực tiễn. Về mặt tài lộc, tử vi tháng 6 tuổi Tân Hợi âm lịch cho thấy tài lộc của con giáp này cũng có nhiều điểm sáng, thu nhập ngày càng tăng, tài vận hanh thông, cơ hội làm ăn hợp tác đầu tư lớn càng nhiều. Cũng nhờ vậy, cuộc sống của bạn được đảm bảo hơn trước. Tam hợp báo hiệu, tháng mới mở ra khá nhiều nguồn thu bất ngờ cho Tân Hợi, càng mạnh dạn kinh doanh đầu tư, càng dễ sinh lời, sinh lãi. Tất nhiên kèm theo đó là cạnh tranh khá lớn, song bản mệnh làm tới đâu chắc tới đó, bỏ túi không ít tiền của. Cát khí khởi vượng còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác làm ăn, tuổi Tân Hợi nhờ vậy cũng có thể tìm được những mối khách hàng đối tác đáng tin cậy. Bạn có những mối đầu tư đem lại lợi nhuận lớn, nắm giữ vị thế không nhỏ trên thị trường, đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt quan trọng đến trong tháng. Tân Hợi cần phải tỉnh táo để phán đoán tình hình chính xác, chỉ cần bạn luôn cẩn thận trong bất cứ quyết định nào và không chịu lùi bước khi vướng phải khó khăn, phần thắng sẽ thuộc về phía bạn. Theo phi tinh tháng, sao bát bạch chủ về tài khí trong tháng này xuất hiện ở phương Tây Bắc, trong nhà, nơi đây được coi là khu vực sinh tài, vượng vận, ảnh hưởng tới đường tài lộc của gia chủ và cả gia đình. Muốn việc làm ăn thêm phần thuận lợi, bạn cần chú ý đến phương vị Tây Bắc trong nhà, hãy luôn giữ cho khu vực này được gọn gàng, sạch sẽ. Nếu cửa chính phòng ngủ, phòng làm việc vừa khéo ở phía Tây Bắc thì gia chủ có thể đặt thêm tấm thảm màu đỏ hay màu tím ở trước cửa để tăng cát khí. Về mặt tình cảm, gia đạo. Bước sang tháng 6 âm lịch, nhân duyên của người tuổi Tân Hợi khởi vượng, vận đào hoa tăng tiến nhanh chóng nhờ tam hợp nhập mệnh. Nhân duyên khác giới của người độc thân khá vượng, đi đâu cũng được mọi người chào đón. Nhân cơ hội này, bạn nên chủ động mở rộng quan hệ xã giao, cơ hội gặp gỡ đối tượng tâm đầu ý hợp khá nhiều, quan trọng là bạn biết nắm bắt hay không thôi. Tuy nhiên, đào hoa vượng chỉ có lợi cho người độc thân, còn với những ai đã có đôi có cặp, cần hết sức cẩn trọng, kiểm soát cảm xúc của mình để tránh gây rắc rối. Trong mọi hành động, lời nói của bạn đều phải có chừng mực, tránh gây hiểu nhầm hoặc hành sự theo cảm tính để rồi phải hối hận về sau. Các cặp vợ chồng ít mâu thuẫn, con cái ngoan ngoãn, học hành giỏi giang. Nguyệt lệnh lâm thai còn báo hiệu, một số cặp đôi có thể đón tin vui bầu bí, gia đình đón thêm thành viên mới sẽ càng thêm gắn kết và ngập tràn nụ cười. Về sức khỏe, phương diện của tuổi Tân Hợi trong tháng nhìn chung bình ổn, ít ốm đau, bệnh tật. Tuy vậy, tháng này nguyệt lệnh thai, đồng thời ngụ ý thể trạng vẫn còn non nớt, yếu ớt, không nên lơ là sao nhãng việc dưỡng sinh, chăm sóc sức khỏe. Dù bận rộn tới đâu, bản mệnh cũng cần phải dành thời gian để tập luyện thể dục, thể thao, chăm chỉ vận động sẽ đẩy lùi được bệnh tật. Đặc biệt tháng này có hung tinh bạch hổ xuất hiện, mang theo điềm báo xui xẻo, sự cố bất ngờ, bản mệnh vẫn nên chú ý khi di chuyển hay làm việc nặng để tránh những rủi ro không đáng có. Và sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận dành cho tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Tử vi tuần 1, từ mùng 1 đến mùng 7 tháng 6 âm lịch. Tuổi Tân Hợi là con giáp may mắn tuần này, nên bạn sẽ gặp nhiều may mắn và thuận lợi bất ngờ, công việc được quý nhân phù trợ, nên bạn chạm tay và khá nhiều cơ hội thăng tiến. Đây là thời điểm thích hợp để bạn thể hiện khả năng của mình, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp cá nhân. Dù đôi khi vẫn có không ít thử thách, nhưng bạn vẫn rất tự tin, mạnh mẽ, nên không cảm thấy quá vất vả. Các mối quan hệ hài hòa cũng đem tới cho bạn những sự trợ giúp đắc lực, tiền bạc trong tuần khá hanh thông, thu nhập chính hay phụ đều có những điểm sáng. Người làm công ăn lương nhờ phát huy tối đa tốt nhất nên nhận được những khoản lương hậu hĩnh. Trong khi đó, người làm kinh doanh chỉ cần đầu tư làm ăn một cách nghiêm túc thì lợi nhuận luôn đong đầy. Có thể thấy rằng, tuần này là một tuần khá may mắn đối với người tuổi Tân Hợi, bản mệnh luôn tập trung công việc của mình, nên có thể hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và được cấp trên đánh giá cao, những lời đàm tiếu của người ngoài cũng không thể nào khiến cho bạn nao núng. Phương diện tình cảm thiên về ổn định, dù đôi khi bất đồng ý kiến có thể xảy ra, song không ảnh hưởng nhiều đến tình cảm hai người. Đối với người độc thân, tuần này bạn cởi mở hơn trong các mối quan hệ, mong gặp được người phù hợp với mình. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Thìn, Mão, tiểu nhân, Tỵ, Tuất, màu sắc may mắn, hồng, vàng, con số phát tài, 89, 53, 22. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 6 âm lịch.
Sự nghiệp của người tuổi Tân Hợi có những khoảng thăng trầm trong tuần này, tuy nhiên, chỉ cần bạn cố gắng thì không khó khăn nào có thể vượt qua. Đầu tuần đồng nghiệp có thể nghi ngờ hoặc cô lập bạn, song thành tích bạn gặt hái được vào cuối tuần sẽ khiến cho mọi người phải nhìn bằng ánh mắt khác xưa. Tiếc rằng, tình hình tài chính chưa có biến động rõ rệt, đầu tuần người làm nghề tự do có thể kiếm một khoản kha khá. Nhưng sau đó bạn phải dành nhiều thời gian và công sức để mở rộng thị trường, làm quen với đối tác, dốc vốn kinh doanh tạm thời, chưa thể thu về lợi nhuận. Tinh thần làm việc của bản mệnh càng giảm sút về cuối tuần, tốt nhất bạn không nên mở rộng quy mô kinh doanh hay hạng mục đầu tư trong tuần này, bởi tỷ lệ thành công không cao nếu thất bại kéo theo hàng loạt những hệ lụy như phá tài, quan hệ xã giao đi xuống. Khi ký kết hợp đồng hay những giấy tờ, văn bản quan trọng, bạn cần rà soát kỹ các số liệu, điều khoản tránh phạm sai sót ngớ ngẩn, gây thiệt hại. Về tiền bạc, người kinh doanh làm nghề tự do bị ảnh hưởng nặng nề bởi hung tinh thiên ách, đối mặt với một tuần làm việc không mấy thuận lợi, gặp rắc rối nhiều về nguồn vốn. Vậy nên, khi hợp tác với những người tuổi Tỵ hoặc Tuất, bạn càng cần phải đề cao cảnh giác. Ngoài ra, sao xấu ngũ quỷ còn khuyên bạn cần phải chú ý đến tình hình sức khỏe, không nên dành quá nhiều thời gian cho vui chơi hoặc dồn quá nhiều sức lực cho công việc. Hãy chăm chỉ rèn luyện thể lực và sinh hoạt điều độ, có giờ giấc hơn, đừng phung phí sức khỏe của bản thân. Phương diện tình cảm cũng khá ảm đạm, dường như mối quan hệ giữa vợ chồng bạn đang ngày một xa cách. Nếu bạn không chủ động tìm cách níu kéo, người thứ ba sẽ nhân cơ hội chen chân, giành lấy niềm hạnh phúc mà bạn đã tốn công gây dựng suốt bấy lâu. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Dần, Mùi, tiểu nhân, Dậu, Ngọ. Màu sắc may mắn, vàng, đỏ. Con số phát tài, 22, 96, 50. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến 22 tháng 6 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, người tuổi Tân Hợi nhận được khá nhiều sự ưu ái của lãnh đạo trong khoảng thời gian đầu tuần. Tuy nhiên, bạn đừng vì thế mà trở nên kiêu ngạo, làm mọi việc theo ý của mình, biến thành cái gai trong mắt của người khác. Bước vào tuần mới, vận khí người tuổi Tân Hợi có sự thăng cấp rõ ràng, vận trình tình cảm lý tưởng. Nhờ thiên quý cát tinh che chở, bản mệnh có cơ hội đi công tác xa, tinh thần thoải mái hơn thế, có thể gặp được đối tượng ưng ý. Phương diện tài chính, đạt được thành tựu lớn nhất vào thời điểm giữa tuần, bạn cố gắng bao nhiêu thì sẽ thu về lợi nhuận bấy nhiêu. Người làm ăn, kinh doanh có thể nhận được sự tin cậy của khách hàng, nên đơn hàng lúc nào cũng tấp nập. Ngoài ra sao dịch mã chiếu mệnh cho thấy, tuần này để kiếm về tiền bạc, danh tiếng thì bạn cũng sẽ phải dịch chuyển khá nhiều. Vì thế bạn không nên ngại gian khổ nhất thời nếu muốn hướng đến một tương lai tươi sáng. Vận quý nhân đang vượng, bản mệnh chủ động mời bạn bè, đồng nghiệp, đối tác đi ăn uống, dự tiệc để thắt chặt mối quan hệ. Tuy nhiên, song song với điều đó, bạn cũng nên đề cao cảnh giác, kẻo dễ dãi quá lại bị kẻ xấu lừa gạt, đó có thể là người tuổi Tý hoặc Sửu. Chuyện tình cảm nhìn chung bình ổn, nếu có thời gian rảnh, bạn và người ấy nên ở bên nhau nhiều hơn. Hai người không cần phải làm việc gì lớn lao, chỉ cần ở bên trò chuyện, làm những việc nhỏ nhặt, cùng nhau cũng giúp tình cảm thêm phần gắn kết. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Tuất, Mùi, tiểu nhân, Sửu, Mão. Màu sắc may mắn, nâu, trắng. Con số phát tài, 86, 34, 11. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 6 âm lịch. Trong tuần này, bản mệnh tuổi Tân Hợi đón vận trình tươi mới, nhiều bất ngờ sẽ tới, vận trình tình cảm phất lên như diều gặp gió, nhờ hai cát tinh thiên quý và thiên phúc đồng lực trợ giúp. Về phương diện công việc, mệnh chủ có sự đột phá lớn trong tuần này, nhất là những ai trước đó từng bị lãnh đạo hoài nghi về năng lực làm việc, nay có cơ hội thể hiện tài năng, ai nấy đều tỏ ý ngưỡng mộ. Trong tuần có thể bạn sẽ đi công tác xa, nhận được lời mời tham dự hội thảo, hội nghị, tiệc thương gia nào đó. Nhân cơ hội này, bạn nên chủ động mở rộng quan hệ xã giao, điều đó rất có lợi cho con đường thăng tiến trong tương lai. Công việc của tuổi Tân Hợi trên đà thuận buồm xuôi gió, một mặt vận quý nhân vượng, mặt khác bạn đã nỗ lực suốt thời gian dài vừa qua, đã tới lúc ngồi để hưởng thụ thành quả. Người kinh doanh, buôn bán, đắt hàng từ khoảng giữa đến cuối tuần, đây là cơ hội tốt để bạn tung ra thị trường. Sản phẩm mới, kế hoạch quảng cáo mới, tài chính luôn ở mức bình ổn, thu chi cân đối, bản mệnh bỏ túi không ít tiền bạc. Với những ai vừa lập nghiệp, mọi việc diễn ra thuận lợi, công ty đi vào hoạt động bình thường, bắt đầu có dấu hiệu thu lời. Nhờ vận quý nhân vượng, bạn có thể ký kết được hợp đồng lớn, được nhiều đối tác tin cậy và ký kết thỏa thuận hợp tác. Nhưng lưu ý, đề phòng khi hợp tác với người tuổi Mão và Ngọ, những đối tượng này rất dễ gây chuyện thị phi.
Phương diện sức khỏe của tuổi Hợi nhìn chung bình ổn, ít ốm đau, bệnh tật. Tuy vậy, tháng này nguyệt lệnh thai ở Hợi ngụ ý thể trạng vẫn còn non nớt, yếu ớt, không nên lơ là và sao nhãng việc dưỡng sinh, chăm sóc sức khỏe. Dù bận rộn tới đâu, bản mệnh cũng cần dành thời gian để tập luyện thể thao, chăm chỉ vận động sẽ đẩy lùi được bệnh tật. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Tuất, Dậu, tiểu nhân, Ngọ, Thìn. Màu sắc may mắn, trắng, đỏ. Con số phát tài, 78, 45, 09. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, ai cũng mong mình sẽ được điều này, điều khác. Người giàu thì mong sẽ giàu hơn, người nghèo thì mong mình được như người giàu. Để rồi, họ tìm về chốn tâm linh để cầu xin. Sự cầu xin này cũng là ăn mày với các đấng thần linh. Chuyện kể về một ông lão kéo xe chở hàng rất nặng nhọc và một ngày ông kéo xe quá nặng nên bị đổ ra đường. Ông lão cố hết sức nâng xe gạo lên, nhưng trong tình thế bất lực, mỏi mệt, mồ hôi nhễ nhại, trời thì nắng chang chang, thế là buồn rầu, ông ngồi bệt xuống đất. Khi nhìn xung quanh, ông thấy một ngôi chùa, bên ngoài ngôi chùa là dòng người đi xe hơi, tìm đến cửa nhà chùa làm lễ, vẻ mặt đăm chiêu và phiền não, ông ngồi suy nghĩ và nói thầm. Người vừa sinh ra thì đã giàu, con càng làm lụng vất vả cả đời thì chẳng có gì, ông trời thật là không công bằng. Sau đó, một Phật tử đến nói, ông đã đến cửa Phật rồi, sao không vào thành tâm cầu nguyện mà ngồi đây than thân trách phận, ông có thấy ngôi chùa bên kia đường không, tôi nghe bảo chỗ đó rất thiêng. Ông lão liền đi vào chùa, ông thấy người ta cầu khấn rất đông, người lớn, người nhỏ, kẻ già, người trẻ. Lúc đó có một vị tăng đi tới hỏi, thí chủ lần đầu đến đây có phải không? Ông đáp, vâng, lần đầu con đến cửa Phật nên không biết cầu nguyện ra làm sao, mong thầy chỉ dạy. Vị tăng hỏi thí chủ muốn thỉnh cầu điều gì, ông quay nhìn những người kia và nói, con cầu xin Đức Phật ban phát sự công bằng. Vị tăng công bằng ư, ông lão vâng thưa thầy, con sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, bần hàn, không được học hành tử tế, từ bé đã phải tự mưu sinh lớn lên, lấy một người vợ nghèo và lai lưng làm lụng như trâu bò để nuôi một bầy con nheo nhóc. Cuộc đời khốn khổ cơ hàn cứ thế bám theo con đằng đẵng. Trong khi, có biết bao nhiêu người sinh ra trong một gia đình giàu sang, chẳng cần phải cố gắng mà vẫn sống suốt đời trong nhung lụa. Như vậy là không công bằng, nếu Đức Phật linh thiêng, xin người hãy ban phát cho con một chút may mắn của những người kia ạ. Vị tăng hỏi, như những người kia ư? Ông đáp, vâng, chỉ cần nhìn họ là đủ biết họ giàu sang, quý phái cỡ nào. Những người nghèo khổ như con không thể hiểu nổi họ làm gì mà giàu sang như vậy. Thầy tăng, cái đó ta không biết, nhưng khi đã tới đây, họ cũng là ăn mày cả thôi. Ông ngạc nhiên hỏi, ăn mày ư thưa thầy, vị tăng trả lời, đúng ăn mày cửa Phật. Ông vội vàng hỏi, nhưng nhìn họ giàu sang quý phái, có thiếu gì đâu mà phải đi ăn mày. Vị tăng chậm chậm trả lời, sống trên cõi đời này, mấy ai thỏa mãn với những gì mình đang có. Không tin thí chủ cứ lại gần họ mà xem, ông lão tò mò đi tới gần mọi người, ghé sát và lắng nghe thử, họ đang nghĩ gì. Một anh thanh niên mặc áo vest, thắt cà vạt trông rất chỉnh tề và lịch sự nói, cầu xin Đức Phật giúp công ty con khỏi bị phá sản. Hàng trăm gia đình cùng công nhân đang trông chờ vào công ty, đang trông chờ vào sự lèo lái của con, mô Phật. Một người phụ nữ bên cạnh khóc thút thít và nói, xin người rộng lòng từ bi cho con sức mạnh, để con chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác, xin người đừng để con phải chịu đựng những cơn đau hành hạ dày vò. Một cô gái trẻ tuổi đứng gần đó, khuôn mặt có vẻ u sầu ủ rũ, cũng nói, năm nay con đã gần 30 tuổi mà vẫn chưa có người yêu thương. Con vô cùng buồn tủi, con chỉ xin ngài linh thiêng cho con chút dung mạo, để con tìm được một tấm chồng, xin người ban phước, mô Phật. Ông lão nghe những lời ấy mà lòng cảm động rơi nước mắt, ông nói lên một tiếng, tội nghiệp quá, rồi đứng dậy và đi tới vị đang ngồi. Thưa thầy, họ còn xin rất nhiều, điều hóa ra họ toàn là ăn mày thật, con cứ tưởng, trên đời này, ai cũng hạnh phúc hơn con, biết đâu được. Họ cũng có nhiều nỗi khổ đau đến thế, ngẫm ra con còn nhiều điều hơn họ, như sức khỏe, như sự vô tư chẳng hạn. Thầy trả lời, đúng vậy, cuộc đời công bằng với tất cả mọi người, lạc quan với thực tại và cố gắng sống lương thiện, tích đức, để tự mình hóa giải những khó khăn trong cuộc sống, đó mới là một cuộc đời hoàn mỹ. Ông lão nghe xong thì tỉnh ngộ, tiếng chuông vẫn vang trong không gian, ngày một xa dần. Vâng, quý vị thân mến! Trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 2023 của tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Minh Đường tử vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội.
Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Nhỏ hơn break time bằng 1 giây trên lớn hơn. Nhỏ hơn break time bằng 1 giây trên lớn hơn.